Chào bạn, mình là bác sĩ Ngọc và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái nội dung đó là 5 cái bài tập tại nhà có thể là giúp cho chúng ta giữ phòng cũng như là điều trị cái tình trạng là đau mỏi cổ vai gáy. Khi mà nhắc đến đau mỏi cổ vai gáy thì có lẽ là chúng ta ai đấy cũng đã từng gặp một lần trước đây rồi đúng không nhỉ? Và chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Có những trường hợp khi mà chúng ta bị, chúng ta sẽ bị 1 cho đến 2 ngày, lâu hơn thì có thể là tầm khoảng cỡ 3 cho đến 5 ngày. Có những trường hợp mà chân đến tình trạng là đau mãn tính có thể nó sẽ kéo dài cả tháng của chúng ta. Và chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng đau cổ vai gáy ở đây là do cái gì. Sau đó chúng ta sẽ có những cái bài tập để mà dự phòng cũng như là điều trị nó. Thế thì cái nguyên nhân của cái vấn đề đau cổ vai gáy ở đây ấy, nó là do cái việc mà cái cơ, cái phần cổ vai gáy của chúng ta sau một cái thời gian hoạt động lâu với một cái tư thế ấy, nó làm cho nó bị mỏi. Và sau khi mà bị mỏi ấy, nó dẫn đến một tình trạng là căng cứng ở cái cơ đấy. Nên là nếu như mà ai mà chúng ta bị mỏi đau cổ vai gáy, khi mà chúng ta sờ vào cái cơ đấy, mọi người sẽ thấy là nó có cảm giác như nó có một cái cục cứng ở cái phần cơ đấy. Vì lúc này cái cơ nó sẽ là trở nên căng cứng hơn. Và khi mà cái cơ căng cứng như thế thì cái việc mà lưu thông khí huyết ở cái phần cơ đấy nó sẽ bị giảm xuống và dẫn đến chúng ta một cái tình trạng đó là mỏi và đau cổ vai gáy ở cái phần đấy. Thế thì có rất là nhiều những cái nguyên nhân. Một trong những cái nguyên nhân đó là khi mà chúng ta ngồi lâu ở một cái tư thế, đặc biệt là đối với dân văn phòng, khi mà chúng ta ngồi lâu làm việc trên máy tính ấy, thì nó cũng sẽ làm cho cái phần cổ vai gáy của chúng ta nó sẽ là dễ bị đau hơn. Nên là chúng ta cần thay đổi cái thói quen, tức là tầm khoảng cỡ 30 phút, 25 cho đến 30 phút chúng ta nên đứng dậy để thay đổi tư thế một lần. Một số những trường hợp nữa đó là một trong những cái mà dẫn đến cái tình trạng là đau mỏi cổ vai gáy nhiều nhất đó là gì? Đó là cái tư thế nghe điện thoại của chúng ta. Rất là nhiều người khi mà chúng ta vừa nghe điện thoại và vừa làm việc đúng không nhỉ? Chẳng hạn như chúng ta vừa nghe điện thoại vừa làm việc như thế này. Và lúc này chúng ta sẽ kẹp cái vai và cái tai vào như thế này thì nó làm cho cái cổ chúng ta nó sẽ co một mức rất là căng và dẫn đến tình trạng là sau khi mà chúng ta nghe như thế này thường xuyên dẫn đến tình trạng là đau cổ vai gáy. Làm video như thế này là bác sĩ Ngọc cũng bị đau cổ vai gáy ở đây. Thì đấy cũng là những cái mà chúng ta sẽ nên tránh đi. Một là chúng ta thay vì chúng ta đang nghe điện thoại thì tránh những việc khác, hoặc là chúng ta mở loa ngoài ra, chúng ta đặt cái điện thoại trên, tránh trường hợp là vừa nghiêng như này vừa nghe như thế, nó làm cho chúng ta sẽ bị đau cái phần đấy. Một trong những cái nguyên nhân nữa đó là gì? Đó là khi mà chúng ta nằm ngủ ấy, cái tư thế của chúng ta nó không đúng. Có thể là do gối cao quá, hoặc là khi mà chúng ta tê kê tay, hoặc là chúng ta nằm ngửa cổ. Cũng giống như là rất là nhiều người khi mà chúng ta ngồi làm việc đúng không nhỉ? Sau đó thì bắt đầu là buồn ngủ quá, bắt đầu ngửa cổ như này để chúng ta ngủ. Và sau đó là khi mà tỉnh dậy chúng ta, bắt đầu chúng ta sẽ thấy là phần cổ vai gáy nó sẽ bị căng cứng và nó rất là đau. Thì đấy chính là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà cổ vai gáy chúng ta đau. Và ở đây bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm gì để mà giải quyết đến cái cơn đau đấy. Thứ nhất là chúng ta sẽ dự phòng, và thứ hai là chúng ta sẽ điều trị nó. Thế thì ở đây ấy, mục đích của cái việc mà dự phòng cũng như là điều trị của cái đau cổ vai gáy là gì? Đó là chúng ta sẽ làm cho cái cơ ở phần cổ vai gáy này nó sẽ được khỏe hơn, cũng như là nó sẽ làm cho nó giống như là thư giãn của cái cơ đấy khi mà nó bị căng cứng ấy. Thì chúng ta sẽ cần nó giống như một tình trạng massage để cho cái cơ đấy nó sẽ được giải tỏa cái tình trạng mà căng cứng ở phần cơ đấy. Thế thì ở đây bác sĩ Ngọc sẽ là có 5 cái bài tập và chúng ta có thể là chúng ta sẽ áp dụng theo nó luôn. Chúng ta sẽ dành ra đâu đấy tầm khoảng cỡ 10 phút gì đấy chúng ta sẽ làm. Nếu như mà chúng ta có những cái cảm giác bắt đầu hơi mỏi, chúng ta hãy làm những bài tập như thế này. Cái bài tập đầu tiên có lẽ là chúng ta đã từng tập một lần trước đây rồi, khi mà chúng ta đi học, nhưng mà lâu lắm rồi chúng ta lại quên đi. Đó là chúng ta bài tập xoay cổ. Nghe rất là đơn giản đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ thấy là chúng ta xoay cổ rồi, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn lại để làm sao mà chúng ta sẽ làm cho đúng. Đầu tiên là chúng ta sẽ gập chúng ta sẽ nghiêng cái đầu sát ở phần vai của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ xoay từ trước ra sau và sang bên này, và chúng ta sẽ xoay như thế này. Chúng ta có thể làm như thế tầm 5 lần và sau đó chúng ta sẽ làm ngược lại. Thì đấy là cái động tác đầu tiên, đó là xoay cổ như thế. Nó sẽ làm cho toàn bộ cái cơ vùng cổ này nó sẽ được thư giãn, cũng như là tập cho cái cơ vùng cổ nó sẽ khỏe hơn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục một cái bài tập thứ hai nữa, cũng giống như là cái bài tập mà xoay cổ ấy, thì chúng ta có một cái bài tập nữa. Tuy nhiên thì cái nó không có tên, nhưng mà có lẽ bác sĩ Ngọc sẽ đặt cho cái tên của bài tập này là giống như cái bài tập ngửi nách. Tức là chúng ta sẽ làm sao mà chúng ta cố gắng làm sao đưa cái mũi chúng ta vào sát cái phần nách của chúng ta tốt nhất có thể. Những trường hợp mà bị hôi nách thì thôi, chúng ta có thể là bỏ qua bài này, còn nếu không thì chúng ta có thể là chúng ta tập bài này. Nó không giống như là cái bài tập mà xoay cổ vừa nãy là chúng ta sẽ nghiêng cổ sang cái phần vai đúng không nhỉ? Thì đối với bài tập này chúng ta sẽ nghiêng kéo để làm sao cho nó cái mũi chúng ta cố gắng hướng vào cái phần nách của chúng ta càng nhiều càng tốt. Và chúng ta giữ như thế.
chúng ta giữ tầm khoảng 2 giây và sau đó chúng ta thẳng lên và tiếp tục ở phần bên kia. Chúng ta sẽ làm tầm khoảng cỡ 5 cho đến 10 lần đối với tập như thế này. Vì lúc này nó sẽ có cái cơ ở cái phía sau chứ không phải là cái cơ ngang của chúng ta nữa. Rồi. Đấy là cái bài tập thứ hai mà chúng ta sẽ là áp dụng. Chúng ta sẽ có một cái bài tập thứ ba nữa. Cái bài tập này nó giống như là bài tập là cánh bướm. Thế thì hai tay mọi người khi mà với cái bài này thì nó sẽ có tác động cả phần cổ và phần vai của chúng ta. Chúng ta sẽ dùng các đầu ngón tay để đưa chạm vào cái vai của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ ép dần ra phía trước cho hai cái khuỷu tay nó sẽ chạm vào nhau. Và chúng ta sẽ là dang ra. Khi mà chúng ta ép vào, chúng ta hít vào và sau đó dang ra, chúng ta sẽ thở ra. Chúng ta sẽ làm như thế này tầm 5 cho đến 10 lần với cái động tác như thế này. Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm tập đối với cái cơ phần vai cũng như là ở phần cổ của chúng ta. Đấy là ba cái bài tập với cái tư thế mà chúng ta có thể là chúng ta ngồi để chúng ta sẽ tập cái bài tập như thế này. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái bài tập nữa và hai bài tập này thì chúng ta cần phải đứng dậy để mà làm cái bài tập như thế này. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy để chúng ta sẽ làm bài tập này. Bài tập thứ tư của chúng ta trong cái vấn đề cái phần này ấy, là chúng ta sẽ tập ở phần nhún vai. Cái này nghe nhún vai chúng ta là rất là dễ rồi nhỉ. Tức là chúng ta sẽ thả lỏng tay và sau đó thì nhún vai, cố gắng đưa cái vai chạm sát càng phần tai càng tốt. Và chúng ta sẽ đẩy lên như thế. Nếu như mà mới bắt đầu chúng ta có thể là chúng ta sẽ thả lỏng tay. Còn nếu như mà sau một thời gian mà người muốn thêm thì chúng ta có thể là chúng ta cầm thêm cái tạ hoặc cái gì đấy cho nó nặng để chúng ta có thể là nhún vai, cái phần cơ vai nó sẽ được tốt hơn. Hãy làm như thế tầm 5 cho đến 10 lần. Đấy là cái bài tập thứ tư của chúng ta. Và cái bài tập cuối cùng đó là cái bài tập nhún vai nhưng mà chúng ta kết hợp với cả nhún và xoay vai. Sau khi mà chúng ta nhún vai giống như là bài tập thứ tư rồi ấy, thì chúng ta sẽ xoay vai ra phía sau và sau đó thì xoay ra phía trước của chúng ta giống như là cái video bác sĩ Ngọc đang có làm đấy. Mọi người sẽ làm theo cái video như thế này tầm khoảng cỡ 5 cho đến 10 lần và chúng ta đã có 5 cái bài tập để giúp cho cái phần cơ ở cổ và vai gáy nó sẽ được khỏe hơn cũng như là giúp cho cái phần mà giảm cái tình trạng mà đau mỏi ở cổ vai gáy của chúng ta. Hãy lưu cái video này lại. Mọi người có thể là chúng ta share lên trên trang cá nhân để chúng ta sẽ lưu lại hoặc là chia sẻ về một cái nơi nào đấy có cái đường link để ở đâu đấy, để nếu như mà khi mà chúng ta ngồi làm việc, chúng ta làm gì, chúng ta ngủ dậy mà chúng ta cảm thấy đau ở phần cổ vai gáy, mọi người có thể là áp dụng làm theo những cái bài tập như thế này, chắc chắn nó sẽ giúp cho mọi người giải tỏa được cái cơn đau ở phần cổ vai gáy của chúng ta. Ok, và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.